Những điều đại kỵ khi xây nhà mới năm 2024 mà gia chủ phải biết để thu hút tài lộc và tránh được những cái vận hạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Đạo Sĩ Tử Thông. Thưa quý vị, cái việc xây dựng nhà cửa là một việc hệ trọng và cần được tính toán một cách kỹ lưỡng và cẩn thận. Vì nhiều gia chủ tin rằng cái việc lựa chọn cái thời điểm cũng như là chọn tuổi làm nhà ấy, nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến vận thế của ngôi nhà và của những người sống trong đó. Vậy nên cái việc lựa chọn đất làm nhà và chọn tuổi động thổ làm sao để cho gia chủ tránh được những cái điều đại kỵ cũng như là làm cho mọi việc nó được diễn ra suôn sẻ và bình an. Xét theo quan niệm phong thủy ngày xưa ấy, thì có thờ có thiêng, có kiêng thì có lành. Đặc biệt là ông cha ta ngày xưa thì sẽ có nhiều cái lợi ích nếu như mà xem trước cái tuổi làm nhà hay là xem tuổi động thổ. Nếu như gia chủ xây nhà vào cái năm đẹp, tức là cái tuổi của quý vị đẹp và lại chọn được cái hướng đất đẹp thì ok, không nói làm gì. Mọi việc đều trở nên suôn sẻ, gặp nhiều may mắn, đời sống gia đình thì hạnh phúc, bình an, làm ăn thì phát đạt, công danh sự nghiệp thì thăng tiến. Còn nếu mà gia chủ xây nhà phạm cái năm xấu, tức là tuổi xấu bị phạm ấy, mà lại không biết cách hóa giải, cũng như là gì, lại thêm xây vào những cái năm mà nó bị hung họa nữa, thì là gia chủ sẽ thường xuyên gặp phải những cái điều xui rủi, kém may mắn trong cuộc sống, cũng như là trong công việc, gia đình thì lục đục bất hòa. Đó. Vậy nên cái việc xem tuổi xây nhà, cũng như là cái việc chọn được cái hướng đất tốt để làm nhà cũng là một điều hết sức quan trọng. Do đó, nếu mà các bạn đang có ý định xây nhà trong năm 2024 năm Giáp Thìn thì quý vị có thể xem hết video này để chúng ta chọn được những cái thế đất làm nhà cũng như là chọn được cái tuổi tốt lành nhất để chúng ta tiến hành công việc xây nhà cho được thuận lợi, may mắn, giúp cho gia đạo bình an và công danh sự nghiệp thì được thăng tiến. Để cái việc xây nhà trong năm 2024 năm Giáp Thìn nó được thuận lợi và hay may mắn thì chúng ta phải dựa vào hai yếu tố sau. Đầu tiên, chúng ta phải chọn được cái tuổi động thổ, đúng không ạ? Thứ hai là chọn được cái hướng đất tốt để chúng ta xây nhà. Đầu tiên, chúng ta hãy bước vào cái việc là chọn tuổi động thổ. Thì để việc chọn tuổi động thổ cất nóc, nhập trạch, hanh thông ấy, thì các thầy vẫn khuyên các bạn là gì? Nên kỵ ba yếu tố kim lâu, hoang ốc và tam tai. Thì cái tuổi kim lâu được tính là lấy tuổi của quý vị, đúng không ạ? Chia cho 9. Nếu mà dư 1 thì là kim lâu thân, 3 là kim lâu thê, 6 là kim lâu tử và 8 là kim lâu lục xúc, đúng không ạ? Và thứ hai là hoang ốc. Hoang ốc thì chúng ta sẽ sử dụng bàn tay hoang ốc, sử dụng hai ngón để tính, đúng không? Nếu mà rơi vào 1, 2, đúng không? 4 thì là tốt. Còn đâu gì? 3, 5, 6 thì là xấu, đúng không? Tiếp theo là tam tai. Tam tai thì dựa vào cái bộ tam hợp, đúng không? Nếu mà tam tai thì cái tuổi thân tí thìn thì sẽ bị tam tai vào 3 năm dần mão thìn nữa. Đúng không? Tuổi dần ngọ tuất thì bị 3 năm là thân dậu tuất. Cái tuổi hợi mão mùi thì bị 3 năm là tị ngọ mùi, đúng không? Và cái tuổi tị dậu xỉu thì ba năm là hợi tí và xỉu. Đó là những cái tiêu chí để chọn, đúng không ạ? Và nếu mà tuổi của bạn không bị phạm một trong ba yếu tố trên thì các bạn cất nóc động thổ làm nhà nó rất là thuận lợi và hành thông đó. Và trong năm 2024 năm Giáp Thìn thì có những cái tuổi sau đây là được tuổi làm nhà không bị phạm kim lô hoang ốc tam tai. Thì đầu tiên chúng ta có là tuổi gì? Tuổi Ất Mùi sinh năm 1955, đó là 70 tuổi. Tuổi Đinh Dậu 1957 là 68 tuổi. Tuổi 1958 là Mậu Tuất, đúng không ạ? Mậu Tuất là 1958, Mậu Tuất là 67 tuổi, đúng không? 1966 là Bính Ngọ là 59 tuổi. 1967 là tuổi Đinh Mùi là 58 tuổi. 1973 là Quý Sửu là 52 tuổi. 1982 là Nhâm Tuất là 43 tuổi, đúng không? 1985 là Ất Sửu. 1985 là Ất Sửu là 40 tuổi. 1991 là Tân Mùi 34 tuổi, đúng không ạ? 1994 là Giáp Tuất là 31 tuổi. 2003 là tuổi Quý Mùi là 22 tuổi và 2005 là tuổi Ất Dậu là 20 tuổi. Đó. Thì nếu mà quý vị may mắn mà rơi vào những cái tuổi này, đấy, thì năm 2024 năm Giáp Thìn quý vị làm nhà thì không cần phải lo lắng gì cả, không phải mượn tuổi động thổ gì cả, đúng không ạ? Nếu quý vị may mắn mà thuộc vào những cái tuổi này để xây nhà trong năm 2024 năm Giáp Thìn thì mọi việc sẽ trở nên đại cát đại lợi, cứ xây xong là được lộc trời cho, giàu sang phú quý, đúng không ạ? Thưa quý vị, sau khi mà chúng ta chọn là cái tuổi động thổ này rồi ấy, thì bắt đầu chúng ta còn xét cái vị trí động thổ đó, động thổ ở đâu và những hướng nào thì có thể làm nhà được, đúng không ạ? Vì sao chúng ta phải xét như vậy? Vì là mỗi năm một khác, do sự vận hành của các hành tinh, của các thiên tinh nên là từng vị trí khác nhau thì các sao sẽ đạt được khác nhau, đúng không ạ? Nó gây ra phúc họa theo cái hướng đất của chúng ta, theo cái hướng nhà của chúng ta và tùy theo từng vị trí khác nhau. Vậy nên cái việc chọn tuổi và việc chọn đất là cái điều hết sức cấp bách. Vậy thì trong năm 2024 năm Giáp Thìn thì cái hướng nhà nào xây được thì xin mời quý vị cùng theo dõi. Thì đây là cái tinh bàn, đây là tôi vẽ tinh bàn từng sơn từng hướng trong la bàn 24 sơn của cái năm 2024 năm Giáp Thìn
Đó. Và khi xét đến đất ấy, do sự vận hành của các thiên tinh ảnh hưởng trực tiếp mà gì, nó sẽ làm cho cái cục đất đó được thuận lợi may mắn, hay là gì, nó làm cho cái cục đất đó trở nên sát tinh, trở nên hung tinh, đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ dựa vào các yếu tố. Đầu tiên là gì, chúng ta sẽ dựa vào ngũ hoàng đại sát, đúng không? Thứ hai là gì, chúng ta sẽ dựa vào gì, thái tuế, đúng không ạ, và tuế phá, vào nhị hắc, đúng không ạ, vào các tam sát, mậu kỷ đô thiên và mộ long biến vận sát. Thì đấy là những cái sát tinh lớn mà chúng ta cần phải tránh, cần phải tránh khi mà chúng ta tiến hành động thổ xây nhà đó. Và đó là những cái hướng nào thì xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi ngay sau đây. Thưa quý vị, trong năm 2024 năm Giáp Thìn ấy, đúng không ạ, thì chúng ta có sao tam bích nhập trung cung, đúng không ạ, tứ lục đáo về hướng tây bắc, ngũ hoàng về hướng tây, đúng không ạ? Nhất bạch ngũ hoàng về hướng tây này, sao lục bạch thì đáo về đông bắc, đệ thất xích đáo về hướng nam, bát bạch đáo về hướng bắc, và cửu tử về hướng tây nam, cũng như là nhất bạch về hướng đông và nhị hắc thì về hướng đông nam. Sau khi chọn được cái tuổi động thổ tốt ấy, thì chúng ta xét hướng đất, đúng không? Hướng đất đầu tiên mà chúng ta cần kiêng kỵ đó là gì? Cái hướng phạm thái tuế. Thái tuế thì tính theo hướng không tính tọa, đúng không? Có nghĩa là gì? Năm 2000 chúng ta có là năm 2024 là năm Giáp Thìn, đúng không? Thì chúng ta có hướng đông nam là hướng Thìn này. Những nhà tọa tuất, đúng không? Tọa tuất hướng Thìn là bị phạm vào thái tuế nhá. Vậy nên là chúng ta sẽ gì? Hết sức cẩn thận khi mà xây mới những nhà tọa tuất hướng Thìn. Đó, tọa tuất hướng Thìn tức là nhà quý vị mà đo vào độ số là từ 112,5 độ đến 127,5 độ, thì khi các bạn xây mới phải hết sức cẩn thận, phải chọn thời điểm. Và những cái hướng này tốt nhất là không nên xây, để xem họ xây, đúng không ạ? Thì ngày xưa các cụ nói đấy, thái tuế là tối đẳng tượng thần, là vị thần sát lớn nhất trong năm. Vậy nên khi mà cái hướng mà bị phạm vào thái tuế thì tốt nhất là chúng ta không nên động vào, để cho mọi sự gì nó được hanh thông thuận lợi. Nếu như mà lỡ phạm phải thì gặp hung họa, nói chung là cũng khó lường. Do vậy những nhà hướng đông nam, đặc biệt là những nhà tọa gì, tọa tuất hướng Thìn, hướng đông nam này, từ 112,5 độ đến 127,5 độ, thì chúng ta cần phải xem xét thật kỹ và không nên xây mới trong năm 2024 năm Giáp Thìn. Đó là cái đầu tiên. Thứ hai là tuế phá, đúng không ạ? Tuế phá thì đối diện với thái tuế thì chính là tuế phá, đúng không ạ? Có nghĩa là năm 2024 là năm Giáp Thìn, thì những gì do Thìn và tuất là tương xung, vậy nên những nhà hướng tuất, đúng không ạ, thì sẽ là tuế phá. Đó, như vậy là gì? Những nhà tọa Thìn hướng tuất là từ 292,5 độ đến 307,5 độ thì các bạn cũng kiêng kỵ không nên xây mới đó nhá. Tức là nhà hướng gì, hướng tây bắc tọa Thìn hướng tuất có độ số từ 292,5 độ đến 307,5 độ thì các bạn kỵ động thổ, không nên xây mới đó. Và sát tinh thứ ba mà chúng ta cần phải tránh đó là tam sát, đúng không ạ? Tam sát thì kỵ hướng không kỵ tọa, đúng không ạ? Tam sát bao gồm có tuế sát, kiếp sát và tai sát. Nó là chúa tể của âm khí, nó là sự chết chóc, là gì, là bệnh tật, đúng không ạ? Tam sát chính là lưu niên xung với tam hợp vượng vị, đúng không ạ? Trong phong thủy có câu đó, muốn phát tài thì phải đấu tam sát. Tam sát là một trong những cái thần sát trọng yếu trong cái phong thủy nhà ở. Nếu lưu niên mà phạm vào tam sát ấy, thì tất cả sẽ bị ảnh hưởng đến tài vận trong năm đó, và quý vị cũng sẽ dễ bị vì thế mà gặp cái họa phá tài, rồi hoặc là bị lộ tài, người nhà thì ốm đau bệnh tật và dễ bị những cái tai nạn bất ngờ. Đấy. Và theo Vĩnh Cổ Thông Thư ấy, thì cái tam sát nó được giải thích là gì? Tam sát được chia làm ba dạng: tuyệt là kiếp sát, thai là tai sát và dữ là tuế sát. Thì nói đơn giản ấy, thì kiếp sát, tai sát, tuế sát thì chính là các vị trí là tuyệt, thai, dưỡng của tam hợp lựa chi. Từ đó có thể hiểu là trên thực tế ấy, thì tam sát nó là cái tên gọi chung, nó kết hợp giữa kiếp sát, tai sát và tuế sát. Và trong năm 2024 là năm Giáp Thìn, đúng không ạ? Thì tam sát tại nam nó gồm ba phương là tị, ngọ, mùi nhá. Như vậy nhà nào đây, tị này, tị, ngọ và mùi, đúng không? Như vậy những nhà đầu tiên là những nhà tọa hợi hướng tị, tức là có độ số từ 142,5 độ đến 157,5 độ thì chúng ta sẽ không xây mới vì phạm tam sát này. Tiếp theo hướng thứ hai là hướng ngọ này, tọa tí hướng ngọ, tức là những nhà có độ số từ 172,5 đến 187,5 độ thì chúng ta cũng không nên xây mới. Và tiếp nữa là gì? Là những nhà tọa sửu hướng mùi. Tọa sửu hướng mùi tức là có độ số từ 202,5 độ đến 217,5 độ thì chúng ta cũng không nên xây mới trong năm 2024 năm Giáp Thìn, do bị phạm vào tam sát đó. Tiếp theo một hung tinh nữa mà chúng ta cũng cần phải xét khi mà chúng ta chọn để gì? Chọn hướng được hướng tốt để xây nhà mới, đó là gì? Ngũ hoàng đại sát. Thì năm 2024 năm Giáp Thìn thì tam bích nó nhập trung cung, đúng không ạ? Tứ lục thì đáo về tây bắc và ngũ hoàng về hướng tây.
Vậy nên những nhà có ở hướng Tây này, bao gồm Ba Sơn ở Canh, Dậu, Tân, có độ số từ 247,5 độ đến 292,5 độ, thì chúng ta cũng không nên tiến hành xây mới vì bị phạm gì? Phạm ngũ hoàng đại sát, đúng không? Và ngũ hoàng là một trong những đại hung tinh. Đấy, nó là sát thần lớn nhất trong năm. Vậy nên là gì? Chúng ta không nên xây mới vào cái năm 2024, năm Giáp Thìn, đúng không? Hướng Tây thì sẽ có ba sơn là Canh, Dậu, Tân, đúng không? Sơn Canh có độ số từ 247,5 đến 262,5 độ. Sơn Dậu có độ số từ 262,5 độ đến 277,5 độ. Và Sơn Tân, đúng không? Thì có tọa độ từ 292,5 độ, 277,5 độ đến 292,5 độ. Đó. Như vậy nếu nhà mà các bạn mà rơi vào cái tọa độ từ 247,5 độ đến 292,5 độ thì là phạm vào ngũ hoàng đại sát, thì chúng ta không nên xây mới. Tại vì cái ngũ hoàng ấy, nó tính theo cái sao ngũ hoàng ấy, tính theo huyền không phi tinh, nó là một cái đại sát tinh, chủ về bệnh tật, chủ về cái sự chết chóc, chủ về tai nạn, chủ về tán sát bại sản. Và năm 2024 năm Giáp Thìn thì tam bích nhập trung cung, đúng không ạ? Tôi đã nói rồi ấy, thì ngũ hoàng nó bay về hướng Tây. Vậy nên những nhà hướng Tây thì bao gồm Ba Sơn là Canh, Dậu, Tân, chúng ta sẽ không nên xây mới động thổ trong năm 2024 năm Giáp Thìn đó. Tiếp theo, sát tinh thứ 5 mà chúng ta cần phải tránh đó là gì? Mậu Kỷ Đô Thiên sát. Vậy Mậu Kỷ Đô Thiên thì nó kỵ tọa không kỵ hướng. Và cách tính Mậu Kỷ Đô Thiên thì chúng ta sẽ dùng ngũ hổ độ, tức là phép độ tháng để chúng ta tính, đúng không? Vì năm 2024 năm Giáp Thìn thì là năm Giáp Kỷ, đúng không? Năm Giáp Kỷ thì là chúng ta khởi là Bính Dần, đúng không? Bính Đinh Mậu Kỷ. Thì Mậu Kỷ nó là Sơn Thìn và Sơn Tỵ, đúng không? Thìn và Tỵ. Thìn và Tỵ, đúng không? Sơn Thìn thì phạm vào gì? Vừa phạm vào Thái Tuế này, đúng không? Và vừa phạm vào Tuế Phá này, lại phạm vào Mậu Kỷ này. Đấy, còn Sơn Tỵ ấy thì bị phạm vào gì? Cũng phạm vào Mậu Kỷ nhá. Mậu Kỷ vào gì? Vào Tam Sát. Vậy nên là các bạn hết sức lưu ý khi mà xây nhà trong cái năm 2024 năm Giáp Thìn. Đấy. Tức là gì? Cách tính Mậu Kỷ như sau này, chúng ta sẽ dựa vào cái ngũ hổ độ để chúng ta tính, đúng không? Vị năm Giáp Kỷ lấy Bính làm đầu thì chúng ta khởi Bính Dần, đúng không? Bính Đinh Mậu Kỷ, đúng không? Ví dụ sang năm là năm năm nay là năm 2023 là năm Quý Mão, đúng không? Năm Quý Mão ấy, Đinh Nhâm Mậu Quý. Mậu Quý thì chúng ta khởi Giáp Dần, Giáp Ất Bính Đinh Mậu Kỷ, đúng không? Thì vị năm 2024 ấy, thì ví dụ năm 2023 ấy, thì Mậu Kỷ nó sẽ ở gì? Ở Ngọ vào Mùi. Đó. Tức là gì? Tháng 5 và tháng 6. Đó. Vậy nên là trong năm 2024 năm Giáp Thìn thì Sơn Thìn và Sơn Tỵ bị phạm vào Mậu Kỷ Đô Thiên. Vậy nên là chúng ta sẽ không nên xây mới đó. Tiếp đến là một cái hung tinh thứ 6 mà chúng ta cần phải xét khi mà xây nhà trong năm 2024 thì đó chính là gì? Mộ Long biến vận sát đó. Phạm Mộ Long thì không được tọa ở đó, gì nó phạm vào người đàn ông lớn sẽ bị giảm thọ. Và phạm Mộ Long thì gì? Hiện tại là cũng chỉ có cách đợi đến năm tháng ngày giờ có cát tinh đao đến thì có thể sửa hoặc là xây mới được. Đấy. Mộ Long biến vận sát là một trong những cái ngũ sát tinh cần phải tránh trong cái phong thủy tam hợp phái. Mộ ở đây có nghĩa là gì? Cái phương vị của cái mộ theo quy luật vòng trực sinh ấy, và áp dụng vào 24 sơn ở La Bàn thì nó luôn nằm ở các vị trí là gì? Thìn, Tuất, Sửu, Mùi, tức là nằm ở tứ mộ, đúng không ạ? Sửu này, Mùi này, Thìn này, Tuất này, Thìn, Tuất, Sửu, Mùi, đúng không ạ? Gọi là gì? Gọi là tứ mộ. Mộ Long biến vận có ý nghĩa gì? Long mạch ở cái vận đó nó bị xáo trộn và bị xấu. Theo hiệp kỷ biện phương thư ấy, theo hiệp kỷ biện phương thư có nêu là trong thông thư đại toàn có nói rằng 24 sơn của Hồng Phạm Ngũ Hành đó là gì? Chính vận. Chúng ta dùng ngũ tí độ đến năm đếm đến mộ của Thìn bản sơn thì nạp âm của Thìn gọi là biến vận, đúng không? Dùng Thái Tuế nạp âm với cái nạp âm của mộ vận năm đó và tương sinh thì là cát, đúng không? Mộ vận mà khắc Thái Tuế là gì? Đặc biệt cát. Duy chỉ kỵ năm tháng ngày giờ nạp âm khắc mộ vận, đúng không? Tức là gì? Năm tháng ngày giờ mà khắc cái mộ Long ấy thì là xấu. Khẩu quyết các bạn nhớ nhé. Tức là gì? Thái Tuế khắc Mộ Long thì là xấu, không làm được. Vậy thế thôi, đúng không? Tức là năm 2024 nó Giáp Thìn thì gì? Có bốn sơn là Càn, Hợi, Đoài, Đinh thì bị phạm vào gì? Càn, Hợi, Đoài, Đinh thì bị phạm vào Mộ Long biến vận sát, đúng không? Sơn Càn, đúng không? Càn thì là chúng ta có gì? Chính Càn đây. Càn, đúng không? Tọa Càn hướng Tốn thì những nhà tọa Càn. Tại vì Mộ Long nhé, Mộ Long là tính tọa không tính hướng, đúng không? Tính tọa không tính hướng. Vị trí là gì? Những nhà tọa Càn hướng Tốn, đó, hướng Tốn tức hướng Đông Nam ấy, thì bị phạm vào gì? Phạm vào Mộ Long biến vận, đúng không? Mộ Long biến vận nhá. Đó. Thứ hai là gì? Tọa Hợi hướng Tỵ, đúng không? Tọa Hợi hướng Tỵ thì chúng ta đã bỏ rồi, đúng không?
Cung điện Phạm Hoàng Mộ Long này. Tiếp theo là gì? Đoài đúng không ạ? Đoài là Dậu đúng không ạ? Tọa Dậu hướng Mão. Tọa Dậu hướng Mão. Thì đây chúng ta có hướng Mão để Phạm Mộ Long đến vận. Đấy, Mộ Long này thì chúng ta không xây được. Đó. Tiếp đến là gì? Đinh đúng không ạ? Đinh thì Bính Ngọ Đinh. Đinh đây là tọa Đinh hướng Quý. Như vậy là những nhà tọa Đinh hướng Quý có độ số từ 7,5 độ đến 22,5 độ thì chúng ta cũng bị phạm vào Mộ Long đến vận, không xây được. Đó. Như vậy là gì? Trong năm 2024 nó Giáp Thìn. Và tiếp theo là chúng ta lại xét đến một cái sao nữa, mà cái sao này nó cũng ảnh hưởng trực tiếp đến cái vận thế của đất, và nó cũng là một hung tinh. Đó, đó là hung tinh thứ 7, đó là sao Lực Sĩ. Thì như chúng ta đã biết, Lực Sĩ tốt nhất là cũng không nên xây mới. À, cách tính Lực Sĩ như sau này. Các phương nó cũng tính theo cái bộ tam hợp, đúng không ạ? Ví dụ như là tam hợp là Địa Hợi Tí Xỉu thì Lực Sĩ tại Cấn, đúng không ạ? Tam hợp Dần Mão Thìn thì Lực Sĩ nó tại Tốn. Vậy nên là cái năm 2024 năm Giáp Thìn thì những nhà tọa gì? Tọa Càn hướng Tốn thì bị phạm vào cả Mộ Long, cả Lực Sĩ nữa. Vậy nên quý vị cũng không nên xây mới. Đó. Đó là những cái hung tinh mà chúng ta cần phải tránh khi mà chọn làm xây nhà trong năm 2024 năm Giáp Thìn. Đó. Thì ngoài ra chúng ta còn gì? Còn tránh một hung tinh đó là Nhị Hắc Bệnh Phù. Cái sao Bệnh Phù Nhị Hắc nó chủ về cái bệnh tật. Đó. Nếu mà quý vị có ý định xây nhà, cơi nới hoặc là yếu tố sửa nhà thì cần phải chú ý thêm cái phần Nhị Hắc đang hướng nữa. Cái Nhị Hắc này thì nó gây ra những cái bệnh tật, gây ra những cái sát thương. Vậy nên là khi mà xây nhà thì đây là yếu tố thứ 8 mà chúng ta cần phải kiêng. Đó. Thì ngoài ra các bạn mà xây nhà thì khi mà đo cái lá bàn mà nó bị phạm vào các đường giữa các quẻ, đúng không ạ? Ví dụ như là Càn, Khảm, Cấn, Chấn, Tốn, Ly, Khôn, Đoài, nó bị phạm giữa quẻ thì quẻ Càn và quẻ Khảm, tức là vào đúng cái đường không vong này, đại không vong, tiểu không vong, thì các bạn cũng không nên xây mới. Tức là nếu phạm vào đường lạc quái này thì gì? Vợ chồng bất hòa, lục đục, anh em thì bất hòa, và hay mắc cái nhiều cái bệnh tật xấu, và hay mắc phải những bệnh tật, và nhiều sự bất hạnh liên miên nó sẽ xảy đến. Vậy nên người ta gọi cái lạc quái là gì? Là tiện cục. Vì vậy cần phải xem ngày giờ tốt chính xác để động thổ và chọn được cái thời điểm thích hợp để chúng ta thì không bị phạm vào những điều xấu này. Tiếp đến tiêu chí thứ 10 là gì? Là không bị phạm vào âm dương sai thác. Thưa quý vị, âm dương sai thác là đặt sơn hướng của nhà hoặc là tâm cổng nhà nằm đúng vào cái vị trí của bát long, đúng không ạ? Cái vị trí của bát long như là gì? Bính Thìn, Kỷ Tỵ này, Kỷ Mùi, Nhâm Thân, hoặc là gì? Nhâm Tuất, Ất Hợi, ở Quý Sửu, Quý Dần, vân vân. Đó. Nếu nhà mà phạm vào cái đường âm dương sai thác này ấy, là cái kiểu nhà là tiến thoái lưỡng nan, hay còn gọi là âm dương sai thố. Nhà loại này thì hay bị kiện tụng mang tiếng là thị phi, khẩu thiệt thị phi quanh năm, và gì? Dễ tổ nhân đinh. Và nếu mà những người quan chức mà ở trong những cái này ấy, thì dễ bị bôi nhọ, bị mất chức, hoặc là bị phen ố, và gì? Cái nhà này gọi là cái nhà bại cục. Đó, đó là âm dương sai thác. À, thưa quý vị, hướng nhà hung thì 4 năm thể hiện, phong thủy hung ấy thì 5 năm sẽ rõ. À, quý vị và các bạn vừa theo dõi cái bài phân tích của tôi về những cái hướng nhà xây được trong năm 2024 năm Giáp Thìn, đúng không ạ? Thì bây giờ chúng ta sẽ tổng hợp lại bao gồm những hướng sau. Thì trong năm 2024 năm Giáp Thìn có những hướng tốt để chúng ta xây sau. Đầu tiên là chúng ta, đây, tôi lấy cái mực xanh nhé. Cái hướng tốt đầu tiên đó là gì? Những nhà tọa nhâm hướng Bính. Tọa nhâm hướng Bính tức là độ số từ 157,5 độ đến 172,5 độ nhé. Nếu mà các bạn lấy la bàn, các bạn đo mà đúng cái độ số là 157,5 độ đến 172,5 độ thì các bạn sẽ được. Cái hướng thứ hai là hướng Đinh. Đinh đúng không ạ? Tức là tọa Quý. Tọa Quý hướng Đinh tức là độ số từ 187,5 độ đến 202,5 độ thì là chúng ta cũng xây được. Xây rất là tốt. Tiếp theo, cái hướng thứ ba có thể xây được là gì? Là tọa Cấn hướng Khôn, đúng không ạ? Tức là độ số từ 217,5 độ đến 232,5 độ. Để các bạn ghi nhá, ghi rõ lại nhá. Từ 217,5 độ đến 232,5 độ. Nếu mà các bạn đo nhà mình mà và rơi vào tọa độ này thì có thể xây được. Tiếp đến, sơn tốt thứ tư chúng ta có thể xây đó là gì? Sơn Thân, đúng không ạ? Tức là những nhà tọa Dần hướng Thân. À, năm ngoái tọa Dần hướng Thân thì không xây được, tội phạm là thái tuế tuế phá. Thì như năm nay thì năm 2024 lại xây được, xây tốt, đó. Nó có độ số từ 232,5 độ đến 247,5 độ. Nếu mà các bạn đo nhà mình có độ số từ 232,5 độ đến 247,5 độ thì chúng ta hoàn toàn xây mới bình thường. Đó. Tiếp theo là những nhà tọa Tốn hướng Càn, tức là hướng Tây Bắc ấy. Hướng Tây Bắc có độ số từ 307,5 độ đến 322,5 độ thì là gì? Thì chúng ta xây được nhá. Một hướng nữa, hướng thứ 6 đó là những nhà tọa Tỵ hướng Hợi.
Tọa tị hướng Hợi là hướng tốt thứ 6 nhé. Đó, thì có thể xây được, có độ số từ 322,5 độ đến 337,5 độ. Tiếp đến là gì? Những nhà tọa Bính hướng Nhâm, tức là nhà hướng Bắc ấy. Nhà hướng Bắc có độ số từ 337,5 độ đến 352,5 độ thì chúng ta cũng xây được. Đó. Tiếp theo hướng thứ 8 là gì? Những nhà tọa Ngọ hướng Tý, đúng không ạ? Tọa Ngọ hướng Tý là thứ 8, chúng ta có thể xây được. Tức là độ số từ 322,5 độ đến 7,5 độ, đó. Tiếp đến là những nhà tọa Mùi hướng Sửu. Tọa Mùi hướng Sửu là nhà tốt thứ 9. Đó, có độ số từ 22,5 độ đến 37,5 độ, đó. Tiếp đến là những nhà mà có gì? Tọa Khôn hướng Cấn. Tọa Khôn hướng Cấn là hướng Đông Bắc ấy. Độ số từ 37,5 độ đến 52,5 độ là tốt thứ 10. Đó. Tiếp theo là tốt thứ 11 nhá. 11 là những nhà tọa Thân hướng Dần. Tọa Thân hướng Dần tức là hướng Đông Bắc ấy. Tức là cái hướng Đông Bắc của Ba Sơn là Dần, Sửu, Quấn, Dần đó, thì chúng ta sẽ được bình thường. Đó. Tiếp đến là những nhà gì? Tọa Canh hướng Giáp. Tọa Canh hướng Giáp tức là tọa Tây Bắc hướng tọa Tây hướng Đông. Tức là tọa Tây hướng Đông thì có độ số từ 67,5 độ đến 82,5 độ thì chúng ta cũng xây bình thường nhé. Xây bình thường nhé. Đó là tốt thứ 12 đúng không ạ? Và hướng thứ 13 đó là hướng Ất. Đó. 13 là tọa Tân hướng Ất. Tọa Tân hướng Ất là tốt thứ 13. Tức là gì? Những nhà hướng Đông mà có độ số từ 97,5 độ đến 112,5 độ thì chúng ta có thể xây mới hoàn toàn bình thường trong năm 2024 năm Giáp Thìn. À, như vậy là gì? Trong năm 2024 năm Giáp Thìn thì chúng ta có rất nhiều sơn hướng xây được, đúng không ạ? Đó, có tận 13 sơn, có 24 sơn thì đúng không ạ? 24 sơn thì có tận gì? 13 sơn xây được, đúng không ạ? 13 sơn trên 24 sơn xây được. Và chỉ có gì? 11 trên 24 sơn là không xây được. À, như vậy là năm 2024 năm Giáp Thìn chúng ta đã bước vào vận 9. Và trong cái vận này, cái năm đầu tiên của vận 9 thì đã có gì? Có rất nhiều hướng nhà xây được, có tận 13 sơn. Vậy nên quý vị hãy lựa chọn cho mình những hướng tốt nhất để chúng ta tiến hành công việc xây nhà cho được thuận lợi và may mắn. Thế như quý vị đã biết ấy, phong thủy là một cái bộ môn khoa học có từ hàng ngàn năm trước. Nó đã được kiểm chứng trong suốt cái thời gian dài. Vì vậy các bạn không nên coi thường những cái yếu tố phong thủy khi mà chúng ta tiến hành xây mới, sửa chữa nhà cửa, đúng không ạ? Cái điều chắc chắn là các bạn đừng để nước đến chân mới nhảy. Nếu mà các bạn có ý định xây nhà ấy, thì các bạn chuẩn bị trước ít nhất 3 đến 6 tháng hoặc thậm chí là 1 đến 5 năm. Để cho chúng ta có thể chủ động chọn được cái thời điểm cũng như là làm cái bố cục phong thủy, đúng không? Chọn được cái thời điểm, chọn được tuổi tốt để chúng ta làm nhà cho được thanh thông thuận lợi. Vậy nên cái việc chọn được cái thời điểm làm nhà là cái điều hết sức quan trọng và cần thiết mà các bạn phải chọn trước khi mà chúng ta tiến hành công việc xây nhà. Đó. Rồi, cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn.